Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tâm Linh Việt ngày hôm nay. Lời đầu tiên Tâm Linh Việt xin kính chúc quý vị khán thính giả luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Thưa quý vị, Tâm Linh là một lĩnh vực đã tồn tại từ hàng ngàn năm, là thế giới của những bí ẩn không lời giải vẫn luôn là một đề tài gây tò mò và thu hút sự quan tâm của con người. Hôm nay Tâm Linh Việt xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả một câu chuyện tâm linh. Xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe. Lúc ấy là vào một tháng cuối mùa đông năm 2008, nỗi bất hạnh tột cùng xảy đến với cuộc đời của Hà khi gã sắp sửa bước qua tuổi 28. Trong lúc đang cắm mặt vác đá từ triền núi xuống xe công nông, vì bất cẩn nên gã bị trượt chân ngã làm gãy mấy đốt sống lưng. Kể từ đó gã liệt nửa người, nằm liệt giường như một phế nhân. Việc sinh hoạt, ăn uống, tắm rửa, vệ sinh hầu hết đều dựa vào người vợ tên là Trinh. Theo thời gian thang thuốc, chẳng những bệnh tình không thuyên giảm mà có chiều hướng xấu đi. Chân tay bắt đầu ghè lở, bốc mùi hôi thối, gã dần mất luôn khả năng nói chuyện. Chẳng khác nào một đứa trẻ lên hai đang tập nói, cứ ú a ú ớ khó thành lời. Những ngày nắng thì còn đỡ, nhưng những ngày gió rét ùa về, hoặc những lúc thay đổi thời tiết, gã lại lên cơn đau vật vã như giằng co với sự sống. Tiếng rên rỉ, tiếng gào thét, mùi hôi tanh của máu mủ rỉ ra làm lòng vợ gã càng thêm nhức nhối. Mọi việc to lớn, công trong việc ngoài, đều đổ dồn lên vai Trinh, một người đàn bà làm nghề bán thịt ở chợ huyện, có chút nhan sắc và năm nay mới tròn 25 tuổi. Nhiều lúc người làng qua thăm cũng thấy chạnh lòng thay, nhất là khi mùa mưa bão về, chẳng còn thấy Hà ngồi chễm chệ trên nóc nhà lợp từng phiến lá cọ. Những lúc vụ mùa vào mùa gặt, chẳng thấy gã thông thốc chở xe lúa cao quá đầu người. Chiếc giường son ngày cưới của đôi vợ chồng nay cũng đã xẻ làm hai vì không thể chịu nổi mùi hôi tanh phả ra ngập ngụa không khí. Trinh đặt chồng mình ở gần cửa ra vào nhà tắm, đối diện với buồng ngủ của mình, cho tiện bề chăm sóc. Phòng những khi gã đái ỉa còn dọn được luôn. Nhiều khi trở về nhà mà không kịp đưa chồng đi vệ sinh, không gian ngột ngạt lúc nào cũng bốc lên mùi thum thủm, làm ả chán nản lắm. Ả đã ra nằm riêng từ lâu, tuyệt không chung đụng thân xác với chồng mình. Toàn bộ phí sinh hoạt, chi tiêu cho hai người, tiền thang thuốc cho gã, đều nhờ vào số tiền ít ỏi kiếm được từ công việc bán thịt lợn của ả. Thời gian đầu Trinh chăm lo cho chồng lắm, chẳng bao giờ lên tiếng kêu ca hay phàn nàn chuyện gì. Thấm thoát trôi qua đã hơn một năm dòng, Trinh bắt đầu cảm thấy chán nản mỗi khi ra vào chạm mặt chồng. Bắt đầu chửi rủa mỗi khi chồng đái ỉa đầy nhà, hay có những ngày bỏ mặc chồng từ sáng đến tối mới cho húp ngụm cháo. Thân thể Hà dần dần tóp teo, khuôn mặt chữ điền với cánh mũi rộng, vầng trán cao và đôi mắt sáng. Giờ hai má hóp lại, hàm răng vàng vọt nhô ra, hốc mắt trũng sâu hệt như ma đói. Và có lẽ cũng lâu rồi Trinh chẳng thèm động tay động chân tắm rửa cho chồng, nên người gã lúc nào cũng bốc ra thứ mùi gây gây, hôi hám như chó mới đẻ vậy. Trái với sự xuống dốc thảm hại của chồng mình, việc làm ăn ở sạp thịt ngoài chợ ngày một phát đạt, khiến cho Trinh ngày càng có tiền chăm chút bản thân. Dù sao ả cũng có chút nhan sắc, nay lại đắp đổi vào người, nên bầu ngực ngồn ngộn, ánh mắt ướt cùng cặp mông căng tròn cứ phơi ra sau làn quần lụa mỏng, làm bao kẻ hám lợi hám sắc thường xuyên lui tới thăm ả. Có lẽ vì thế mà sự cô đơn trống vắng, sự thèm khát thầm kín trong lòng ả bắt đầu sao động. Một nỗi khát khao được khỏa lấp cơ thể bằng da thịt đàn ông đang dần dần hồi sinh từng giờ từng phút. Phải chăng vì vậy mà Trinh đã để ý và đem lòng mến khởi chàng thanh niên có nước da ngăm đen, mái tóc xoăn hút hồn, bộ cơ bắp rắn chắc, thường đến nhà ả mua thịt. Nói là thế, nhưng thực chất hai kẻ gian phu dâm phụ này đã có tình cảm với nhau và thậm thụt qua lại từ hồi Hà còn ở nhà, còn khỏe mạnh, còn có sức còng lưng vác đá mà cung phụng cho ả như một bà hoàng. Nhân cơ hội Hà nằm liệt giường, chỉ còn chút hơi tàn này, nên hai kẻ bất nghĩa thường xuyên đi lại với nhau nhiều hơn và chẳng thèm giấu giếm bản dân thiên hạ. Thậm chí giữa ban ngày ban, mặt phố xá đông người, thế mà hai đứa chúng nó còn rừng rưng âu yếm nhau như chỗ vắng người. Đám dân chợ búa ở đấy biết cả, thành ra những lời mỉa mai đến tai Trinh nhiều lắm. Đại để như gớm, ngồn ngộn ra thế kia mà chồng chẳng cày cuốc được thì tìm hơi đàn ông là đúng rồi.
khổ cho thằng Hà, rõ là nuôi ong tay áo. Hoặc như, chúng nó sắp chuyển ra ở với nhau đến nơi, còn lạ gì cái ngữ này nữa. Quả thực đúng là con tạo xoay vần. Thằng Khởi còn cả gan ngang nhiên nhiều đêm đến ngủ lại trong nhà và làm điều ai cũng biết với ả đến gần sáng mới về. Hàng xóm lúc đầu còn ra chê vào trách, sau thấy hai đứa nó chơ chơ ra thì chẳng buồn xía mồm vào. Phần vì Hà mồ côi, chẳng có người thân thích. Phần vì thời buổi nghèo nàn, thân mình lo còn chưa xong. Ai nấy đều quay quắt trong mối lo cơm áo gạo tiền. Thành thử đôi gian dâm đó cứ mặc sức làm càn, sống với nhau trong chính căn nhà mà Hà xây, hệt như vợ chồng có hôn thú. Hà biết hết, nhưng có điều lực bất tòng tâm. Có những đêm nằm trừng mắt nhìn lên trần nhà, tiếng rên xiết của ả vọng vào tai như trăm ngàn vết cứa vào tim gã. Hoặc có những lần hai đứa nó mặc sức làm tình trong nhà tắm, ngay trước mắt Hà. Thằng Khởi còn nhìn gã cười đều khi đang quấn lấy ả. Những việc ấy làm Hà ước đến đỏ mắt, thiếu điều chỉ ước gom được chút hơi tàn mà vùng dậy. Xiên chết tươi đôi gian phu dâm phụ này. Xiên chết chúng nó xong, gã cũng tự kết liễu chứ sống làm gì. Ấy vậy mà đến cái chết, gã cũng chẳng thể tự mình quyết định. Ngày ngày vẫn phải trừng mắt mà chứng kiến, như một cái nghiệp đeo bám đời gã không buông. Rạng sáng hôm ấy, cũng như bao lần thằng Khởi ngủ lại nhà gã, sau một đêm chăn gối mệt phờ người, hắn lục tục trở dậy, bước xuống giường mặc cho xong bộ quần áo đàng hoàng. Mụ Trinh vẫn trần trùng trục không mảnh vải che thân. Ả khẽ nhích người ngồi tựa lưng vào thành giường, kéo tấm chăn lên để che đi bộ ngực ngồn ngộn. Đoạn nhìn thằng nhân tình và nói: anh về đấy à? Sao không ở lại với em thêm chút nữa? Trời chưa sáng mà, về rồi người ta muốn thì sao? Khởi đang xỏ đôi giày, nghe thấy tiếng trách móc của ả nhân tình thì ngoái đầu ra sau, vươn vai ngáp dài đáp: ngoan nào, anh về, tối anh lại sang. Thôi em cứ nằm nghỉ cho khỏe, tối nay em chết với anh. Dứt câu hắn trở lại giường hôn lên trán ả, rồi nhanh chóng khép cửa đi ra. Trong ánh sáng đầu tiên của ngày mới, ả thấy hắn nhanh chóng chuồn ra cửa sau và bóng hắn nhanh chóng biến mất nơi khúc cua dẫn vào sau nhà. Còn lại một mình, ả cũng lục tục dậy thay quần áo. Có tiếng cục cựa nơi cửa nhà tắm phát ra làm ả giật mình, cảm tưởng chồng ả mới ngồi dậy nhìn ả chừng chừng. Ả mau mải tiến ra thì chẳng thấy gì lạ, có lẽ lương tâm ả vẫn còn một chút gì đó sợ hãi mơ hồ. Thấy chồng mình vẫn nằm bẹp trên chiếc giường với tấm chăn chiên che ngang ngực, ả mới yên tâm chải đầu. Bên ngoài, tiếng gà gáy nhà ai nghe mà chua chát, báo hiệu ngày mới đã đến. Ả thở dài chép miệng, thấy trời mau sáng quá, ví như đời mình đã già thêm một ngày tuổi. Ả nghe phong phanh ngoài cửa có tiếng gọi của khách qua đường, xen lẫn tiếng cười ngặt nghẽo chế nhạo: Trinh ơi dậy thôi, mặt trời lên ba cây sào rồi. Gớm, cày cuốc gì ghê thế. Ả biết đám dân quanh đây biết chuyện ả ngoại tình, nhưng biết thì làm gì được ả. Nghĩ vậy nên ả nhổ toẹt bãi bọt không đáp. Tiếng xấu đồn xa nhưng cũng chẳng lâu, hệt như ả dự tính. Chẳng mấy chốc mà khắp cái phố huyện này chuyện ả có bồ nhí đã xưa như trái đất. Lâu dần thì chẳng ai còn bận tâm mà đem ra bàn tán. Trước mặt ả họ cứ giả vờ như chả biết gì, nhưng lâu lâu vẫn có kẻ ngứa miệng đem chủ đề ấy ra bàn tán sôi nổi lắm. Nói đâu xa, mới đầu tháng trước, có anh hàng thịt lần đầu tiên đến chợ này để đổ mối cho Trinh. Ở xa lại không rõ địa chỉ nên hỏi thăm. Đám dân chợ búa thấy người nơi khác đến lại hỏi thăm nhà ả, thì mọi người xúm nhau lại hỏi: tìm cô Trinh hả bác? Một chị trong đám thợ gạt cười nhạt nhẽo nói. Đoạn lại quay sang chị em nói vọng lên: đám chúng mày đâu? Cho tao hỏi đứa nào là con Trinh thì giơ tay. Đồng thanh ba bốn chị giơ tay tự nhận mình là chủ nhân, xong lại thấy buồn cười không nhịn nổi. Em nữa, em Trinh nè. Cô gái khoảng 26-27 nói cười ngặt nghẽo. Nói xong tốp này phá lên cười, thành thử người đàn ông giao thịt bối rối, chẳng hiểu mô tê gì. Một bà trong đám khác, tay đang phe phẩy cái nón lá cũng tham gia chuyện trò rôm rả. Có phải bác tìm cô Trinh ở sạp thịt Trinh Hà không? Ngay khi chưa biết làm thế nào lại nghe có người hỏi vậy, tên giao thịt hớn hở đáp: vâng, đúng rồi ạ.
Thế thì bác cứ đi hết con đường đất này, tới ngã ba thì rẽ trái, vài chục mét là đến. Cơ mà sạp thịt ấy đổi tên rồi, là Trinh Tú bà đó bác ơi. Một chị răng vẩu đá xéo, khéo đến đấy giao xong lại mất cả cái củ lẳng đấy bác ơi. Đám đông cười phá lên làm tên nọ bối rối gãi đầu. Ngập ngừng mấy giây, tên giao thịt cảm ơn người chỉ đường, rồi nhanh chân bước đi khi mọi người vừa tan cuộc giải lao. Về sau chẳng hay tên giao thịt ấy có hỏi gì về Trinh không, nhưng có lẽ hồi đó hắn ta sẽ nghĩ đây là một cuộc vui của thiên hạ. Gần cuối đông, tiết trời bắt đầu se lạnh, mưa không ngừng rơi. Chính vì lẽ ấy nên ả ngại mở cửa hàng sớm. Người đến sạp thịt bây giờ đã thưa thớt dần, thành thử ả bắt đầu có nhiều thì giờ để nhớ người yêu. Ai biết được lòng ả bồn chồn lo lắng, ngắm mưa xong cũng chán, chiều về cũng thấy nhanh hơn. Ả lấy điện thoại gọi cho Khởi nhưng không thấy tín hiệu trả lời. Thế là giận cá chém thớt, bực mình ả mắng: lại chết trôi chết nổi ở đâu rồi, lúc không thì đến, khi người ta cần thì trốn biệt, rõ là thứ tệ bạc mà. Chưa dứt câu thì Khởi mặc áo mưa bước vào hỏi: đứa nào lại chọc giận em à? Sao mặt mũi bực dọc thế? Ả thấy hắn thì mừng thầm, nhưng vẫn ra điều giận dỗi quay mặt đi. Chả ai hết, tôi tưởng anh quên con này rồi chứ, hay là kiếm được mối xôi thịt nào ngon hơn rồi. Biết ả còn giận nên hắn cởi bỏ áo mưa, rồi nhẹ nhàng tiến lại áp sát ngực mình vào lưng người tình, cứ thế khẽ đưa tay ra ôm lấy bụng ả. Hắn cười rồi phân trần: thôi mà em, đừng giận anh nữa có được không? Lúc nãy anh đến muộn là vì phải đi đường vòng nên mới để em đợi lâu. Anh là anh e cái đám đàn bà bàn ra tán vào, lại làm em phiền lòng. Chứ làm vợ chồng rồi, anh bố bảo chúng nó dám láo. Nghe thấy tên nhân tình nghĩ cho mình thì ả sung sướng lắm. Ả xoay mình lại ngước mắt nhìn hắn. Nhưng máu đã trào về tim, cơ thể xác thịt lại nóng dần dần. Khởi cắn môi người yêu cho đến lúc trời mưa tầm tã, thì hắn bế ả vào buồng đạp cửa lấy lệ. Nếu trên vách chỉ in hai chiếc bóng đang quằn quại rên xiết, thì người thứ ba đang ngủ say. Còn ai khác ngoài Hà nữa? Đêm nay bão tố giăng đầy, thế cuộc như đã sắp đặt, khiến cho ai cũng phải chướng tai gai mắt, nhất là Hà. Nằm bất động trên giường, Hà lại trở mình. Mỗi lần trở mình là một lần đau như xương cốt bị giã dập. Nước mắt gã cứ theo lối mòn tự chảy xuống đôi gò má hóp, thấm dần vào chiếc gối đã ngả màu cháo lòng và hôi hám cực độ. Hai bàn tay gã nắm lại cào cấu xuống chiếu nghe soàn soạt, chen lẫn tiếng nghiến răng ken két rồi im lặng. Chỉ thấy máu tanh trào ra từ mép giỏ xuống cằm. Đôi mắt gã trợn trừng trừng, để lộ lòng trắng. Kết liễu đời mình như vậy, phải chăng vì không thể nhẫn nhục thêm nữa? Lúc này ngoài trời mưa vẫn rơi thảm não. Bỗng đâu có con quạ trời bay ngang qua kêu lên vài tiếng trước hông nhà, làm không khí thêm nghẹt thở. 10 giờ tối, đường quê vắng hoe, và cũng chẳng còn ai đến nhà chơi từ dạo biết vợ gã ngoại tình nữa. Gió rít mạnh từng hồi phá tung cửa sổ làm đập vào vách tường xi măng, phối cùng ánh chớp lập lòe. Bấy giờ mới nhận thấy con cú mèo đậu trên xà nhà đang lừ mắt nhìn xuống. Ánh nhìn chòng chọc ám ảnh tột cùng. Bên trong buồng, tiếng cót két, tiếng thở gấp vẫn vọng ra đều đặn. Mưa đã tạt vào chiếc giường mà đêm nay ả cùng với tên nhân tình ân ái mặn nồng. Ả bắt đầu cảm thấy lạnh khi đưa tay bấu víu thân thể hắn, nhẹ nhàng vuốt tóc người tình, rồi bỗng nhiên hét lên và đẩy mạnh gã ngã xuống giường. Đúng lúc ánh chớp rạch ngang, ả kinh hãi run lên khi thấy khuôn mặt chồng mình hiện ra trắng bệch đang quắc mắt nhìn mình. Quá bất ngờ nên tên nhân tình bị một cú ngã rất đau. Vì khiếp sợ nên Trinh đã xô đẩy gã, khiến gã ngã ngửa ra sau. Khi hắn lồm cồm bò dậy thì ả hoảng hồn, mặt tái mét, len lén đưa mắt nhìn hắn. Chưa hoàn hồn thì hắn tiến lại gần chỗ ả đang nằm, nhưng ả giơ tay xua xua ngăn lại. Không, không, tránh xa tôi ra. Tên nhân tình thấy lạ, bị tiếng hét của ả làm cho giật mình, khựng lại không dám bước tiếp. Hắn ngây ngốc mấy giây, lấy làm ngạc nhiên hỏi: có chuyện gì thế em? Bình thường có bao giờ em thấy anh mà hoảng sợ đến thế? Có chuyện gì vậy? Trong ngọn đèn dầu leo lét, ả quay sang nhìn chồng mình ở ngoài nhà rồi mới kịp lấy lại bình tĩnh.
Ả thu mình ở một góc giường, nét mặt đăm chiêu suy nghĩ. Thấy tình hình lắng dịu hơn, tên nhân tình bèn từ từ lại gần ngồi bên cạnh Ả, đặt bàn tay lên vai an ủi người yêu. Ả bất giác giật thót tim, quay sang nhìn gã, rồi lại bó gối gục cằm, run rẩy như người chịu rét. Tên nhân tình khẽ đưa bàn tay trái xoay mặt Ả về phía mình. Đôi môi vừa quấn lấy nhau thì Ả kinh hãi rú lên. Mấy chiếc răng rụng ra đầy mồm Ả, mùi tanh nồng, hôi thối của máu mủ phả ra sộc lên tận óc. Trước mặt Ả không phải tên nhân tình, mà là khuôn mặt khô quắt với hai hốc mắt trũng sâu, hàm răng rụng gần hết của chồng mình. Ả rú lên và lăn đùng ra ngất lịm. Tên nhân tình kinh hãi, bị tiếng thét làm cho mất sạch ham muốn. Chẳng hiểu vì sao đêm nay người yêu mình lại có hành động quái lạ đến thế. Có lẽ khi nãy Ả đã nhìn thấy chuyện gì đáng sợ chăng? Hắn vội vàng quay đầu ra bên ngoài. Trên chiếc giường cạnh nhà tắm, Hà vẫn nằm đó im lìm như một cái xác khô. Ánh đèn dầu lờ mờ hắt ra, hiện rõ khuôn mặt khô đanh. Mái tóc đã lâu không cắt xù lên che kín nửa khuôn mặt, làm hắn bắt đầu cảm thấy sợ. Sợ vì chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây. Hắn nhẹ nhàng đặt Ả nhân tình xuống giường nằm nghỉ. Còn bản thân thì cầm lấy bộ quần áo vắt tạm đầu giường mặc vào người. Chợt hắn có cảm giác như ai đó đang nhìn mình từ nãy đến giờ. Mặc kệ, hắn làm như không quan tâm, cố gài xong mấy cái cúc áo. Lúc gài đến cái cúc thứ ba thì bất giác, hắn nhìn thấy trên vách có cái bóng đen đang lù lù ở phía sau hắn. Hốt hoảng hắn xoay mặt lại thì chẳng thấy cái bóng đâu nữa. Hắn toát hết mồ hôi, tập trung toàn bộ giác quan để ý xung quanh ngôi nhà, xem có dấu hiệu gì đáng khả nghi không. Bấy giờ hắn mới thực sự yên tâm, cho rằng mình thần hồn nát thần tính. Nhanh tay gài cho xong cái cúc áo cuối cùng và thổi tắt ngọn đèn dầu đang cháy dở dang trên bàn. Hắn mở cửa để về nhà, nhưng cánh cửa lúc này như bị kẹt, khiến hắn phải chùn chân đứng lại. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó làm cánh tay hắn mềm nhũn ra. Hắn càng dùng sức thì cánh cửa càng khóa chặt hơn. Hoảng sợ hắn vội buông tay thì một giọng nói thầm bên tai hắn: "Trả vợ cho ta, trả vợ cho ta." Và một bàn tay vô hình cứ ghì chặt tay hắn vào chốt cửa, vặn hết sức lực, cũng như dùng chân phải đẩy mạnh, cho nên cánh cửa mới chịu bung, tựa hồ như gió thổi nhẹ làm rung rinh cánh hoa. Bị trượt chân, nên hắn ngã bổ nhào xuống nền nhà. Kinh hoàng hơn, khi chính mắt hắn trông thấy Hà đứng ngay bên ngoài cửa, người ướt sũng nước mưa từ đầu tới gót chân. Hắn hoảng hồn, cố đạp chân, trườn người lui về sau, tay phải xua tay liên tục, còn miệng thì cứ lắp bắp không ngớt: "Xin hãy tha cho tôi, làm ơn, hãy tha cho tôi, là cô ấy dụ dỗ tôi trước. Trả vợ cho ta, trả vợ cho ta." Âm thanh vang lên trong không gian tịch tiêu. Cái bóng ấy cứ nhìn hắn chăm chăm, như thể sẽ vồ lấy hắn. Trong không gian tứ bề lặng lẽ, gió nhẹ điều hưu lùa qua song cửa, làm hắn lạnh buốt sờn cả gai ốc. Rồi khi thân ảnh Hà chậm rãi tiến gần về phía hắn, hắn cố gắng lùi lại thật nhanh, cho đến khi vai chạm vào một chân bàn, miệng hắn ú ớ kêu không ra tiếng. Trong khi tay còn lại hắn mò mẫm vớ lấy cái đèn dầu ném mạnh về phía Hà. Nhưng cái đèn đã nhằm hướng bức tường mà lao vào, chỉ nghe thấy tiếng lanh canh của mảnh vỡ thủy tinh vừa rơi xuống nền nhà. Hình ảnh Hà mỗi lúc một rõ ràng hơn, khi hắn luống cuống bò dậy đi men theo cạnh bàn, rồi dừng lại khi biết mình đã giày lên lưng con mèo hoa đang nằm quẹo đầu trên đất. Con mèo lật mình bấu móng vuốt vào chân hắn kêu chu chéo vài tiếng, rồi lẩn khuất trong đêm tối. Loạng choạng hắn ngã bổ nhào xuống cái xác chết đã lạnh hơi thở của Hà từ chập tối. Cái xác mềm nhũn nằm bất động trên giường. Hắn ngửi thấy toàn mùi da với thịt ướt sũng nước mưa giống như cọng bún. Một cánh tay xương xẩu của Hà bật lên ôm lưng của hắn. Thản nhiên hắn cảm thấy miệng lờ lợ, mà không biết rằng đã hôn phải bộ râu nhộm nhoạng của Hà từ hồi nào. Ngẩng mặt lên, gã mới thực sự kinh sợ khi thấy đôi mắt Hà trợn ngược nhìn gã. Gã gào lên và đẩy cái xác ẩm ướt ấy ra khỏi cơ thể, chao đảo mắt, nhằm hướng cửa chính mà bỏ chạy, nhưng cũng đã toác đầu vì đập đầu vào tường. Hắn rú lên một tiếng thảm não và hãi hùng nhận ra đó chỉ là cơn mộng mị. Bên cạnh hắn, Ả nhân tình vẫn thiêm thiếp trong giấc ngủ. Bên ngoài nhà Hà cũng đã ngủ từ lâu. Sáng hôm sau, Ả gặp hắn tại một bãi đất trống,
nơi hai người vẫn hẹn hò thậm thụt từ hồi Hà còn khỏe mạnh. Hắn đèo ả trên chiếc xe Honda tìm đến một quán cà phê ven sông cho yên tĩnh, để tránh xa con mắt soi mói của đám đàn bà lắm chuyện quanh đây. Thoáng thấy nét mặt nhợt nhạt của hắn, ả lên tiếng căn vặn. Hôm qua anh về lúc nào sao không báo em một tiếng? Em tỉnh dậy đã chẳng thấy anh đâu. Hắn dùng mình nhớ lại chuyện tối qua, rồi thở dài đáp cho qua loa. Hôm qua nhà có việc nên anh phải về sớm. Thấy em ngủ ngon nên anh không nỡ gọi em dậy. À nhìn gã lom lom rồi trách cứ. Hay là anh có con nào ngon hơn em, nên bỏ bê thân già này chứ gì? Hắn nhấp một ngụm cà phê, rít thêm hơi thuốc, ném ánh nhìn ra cụm lục bình đang trôi lờ lững trên sông, rồi lắc đầu. Anh nào có ai ngoài em? Anh tính thế này này. Hay là hai chúng mình cưới nhau đi? Có thế em không bị điều tiếng gì. Anh cũng tự nhiên mà đi lại, không cần lén lút nữa. À thất kinh. Cưới? Cưới làm sao được? Thằng què nó còn nằm lù lù kia kìa. Hắn nghĩ đến giấc mộng đêm qua thì bàng hoàng nổi gai ốc. Đoạn rít thêm một hơi thuốc thật sâu và nhìn ả. Ánh mắt toát lên tia độc ác tột cùng. Hắn nhìn trước ngó sau, khi chắc rằng chỉ có hai người ở đây, hắn mới rít lên đầy hằm hè. Này, anh nghĩ nên giết bén lão đi, rồi báo với chòm xóm là hắn bệnh chết. Ai mà chả biết hắn đổ bệnh hơn năm nay. Chuyện chúng ta làm trước mắt hắn thì 3 năm rõ 10. Nói rủi ra, giờ hắn mà tỉnh lại thì không chỉ em chết, anh chết, mà chúng ta cùng chết. Hắn chắc chắn không để yên cho em đâu. Trinh cũng đã có ý định này từ lâu. Mỗi lần chạm mặt chồng mình, ả đều thấy chán ghét. Cái chán ghét đến độ ghê tởm, dần dần chuyển sang thù địch. Đã bao lần lúc đút cháo cho chồng, ả chỉ ước chồng mình sặc chết để ả giành thân. Đến lúc này, khi nghe tên nhân tình bàn bạc, chẳng khác gì đổ dầu vào lửa. Ả nắm chặt tay, hai mắt sáng lên rồi gấp gáp hỏi. Giết, giết hắn ư, giết bằng cách nào? Tên khởi móc ra một chiếc hũ nhỏ cỡ 3 ngón tay, đặt lên bàn rồi gằn giọng đáp. Anh đã chuẩn bị hết rồi. Đây, em chỉ cần trộn vào cháo cho hắn. Đảm bảo không quá 1 giờ đồng hồ, hắn sẽ hồn lìa khỏi xác. Có vậy chúng ta mới ăn đời ở kiếp với nhau được, chẳng sợ kẻ nào bàn ra tán vào. Anh là anh chán cái cảnh chui rúc như ăn trộm lắm rồi. Em tính sao thì tính. Trinh nắm chặt lọ độc dược, hai mắt long lên rồi đồng ý kế hoạch ác nhân đó. Hai kẻ ác nhân bàn bạc với nhau rất lâu và hẹn đến đêm thứ 7 tuần này sẽ hành sự. Quả nhiên sau cuộc vui xác thịt với gã nhân tình, quyết tâm của ả đã rõ mồn một. Đêm hôm đó, mưa gió dập trời, trên tầng không, sấm chớp đi đùng như giận dữ. 10 giờ đêm tại căn bếp nhà ả, ả quay trước quay sau và nhẫn tâm dốc cả lọ thuốc độc vào bát cháo, rồi đem cho chồng mình ăn. Hà dù hận vợ lắm, nhưng không tin ả làm ra cái chuyện táng tận lương tâm này nên há miệng nuốt như bao ngày qua được ả chăm sóc. Ả lên tiếng ngọt nhạt. Anh cố ăn cho hết tô cháo này, rồi mai em mời ông bác sĩ qua thăm khám cho. Hà nhíu mày tỏ vẻ đồng tình và ngoan ngoãn để ả đút sạch bát cháo. Chỉ nửa giờ sau, thuốc độc đã ngấm hẳn. Người đàn ông tội nghiệp cố há miệng ngáp một cách đau đớn, toàn thân giật giật, làm chóc mấy lớp da mưng mủ đang chảy đầy chiếu, dồn hết sức mà thốt lên từng chữ. Mày, mày đầu, đầu độc tao, con quỷ cái. Con ác phụ kinh hãi đánh rơi bát cháo trên tay, một ánh chớp rạch qua ô cửa sổ, soi rõ nét mặt đang đanh lại. À hít một hơi dài, gật đầu đáp bằng một giọng thật lạnh lùng, xen lẫn hả hê mấy phần. Đúng, tôi đầu độc ông. Trước sau gì thì ông cũng chết. Mấy bác sĩ đã nói như vậy. Chỉ còn là vấn đề thời gian. Có thể một vài tháng, có thể một vài năm. Và ông hiểu rằng tôi không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Ông sống chầy chật khổ vợ khổ con thì chết quách đi cho rồi. Ông sống để báo cô tôi à? Người đàn ông tội nghiệp nghiến chặt hai hàm răng vì đau đớn, nhưng cũng giáng thốt lên một tiếng chửi rủa đến méo sệt cả mồm miệng. Con đĩ chó, khốn nạn. Trời sẽ phạt mày. Con ác phụ nhìn chồng trừng mắt, giọng nói vẫn lạnh lùng. Đáng lẽ mình không nên lấy nhau,
tôi không hề yêu ông, và ông cũng chẳng ưa tôi. Ông chỉ bằng mặt, chứ nào có yêu thương gì tôi. Ông hận gia đình ông vì việc ông không lấy được con năm bán vải. Còn tôi, ông cũng biết rằng tôi chẳng muốn làm vợ ông. Chỉ vì mấy chục triệu cha mẹ tôi nợ nhà ông, mà cha mẹ ông và cha mẹ tôi buộc tôi phải lấy ông, và ông phải lấy tôi. Tôi biết, đó là cả một cực hình cho ông cũng như cho tôi. Giờ đây ông nằm ra đấy, ăn uống đái ỉa cũng đến tay tôi, thì thà chết quách đi cho rồi đời. Sống làm gì nữa, ông chết đi tôi mới thoải mái đón anh Khởi vào chứ. Hà cố sức lăn lộn, miệng không ngừng chửi rủa. Đồ con đĩ, chó. Con ác phụ vẫn nói bằng một giọng đều đều. Tôi có ý định đầu độc ông từ khi ông mới ngã bệnh. Bác sĩ Lai nói rằng ông có thể sống lay lắt hàng năm, khiến tôi không chịu nổi. Tôi không còn muốn ngửi cái mùi cứt đái trong nhà nữa. Hà ộc ra một ngụm máu đen xì rồi rên rỉ. Tao cầu mong cho lũ quỷ mặt xanh, nanh vàng, cha, tấn, mày, dưới địa ngục. Nói rồi người đàn ông tội nghiệp đó vặn mình đau đớn, hai bàn tay nắm chặt lại chịu đựng. Là một người cứng rắn và mạnh mẽ, Hà cố thu hết tàn lực mà buông ra những lời nguyền rủa độc địa. Tao sẽ trở về, từ âm ti, con quỷ cái, tao sẽ trở về, đòi mạng. Rồi bất thần, Hà cố giơ một nắm tay về phía Trinh, chỉ nghe tiếng ả cười lên the thé rồi gằn giọng. Tao sẽ chờ mày, tao sẽ chờ mày, ha ha ha. Mày chết đi rồi, tao sẽ mặc sức ăn nằm với chồng mới. Kiệt lực, Hà buông tay xuống, mồ hôi túa ra như tắm, toàn thân run rẩy. Trời đất ơi, đau quá, như dao đâm vào ruột. Cứu anh với, Trinh ơi. Đột nhiên ả ngẩng đầu nghe ngóng, vì sau nhà tiếng lạch cạch mở cửa. Con ác phụ bước vội tới bên cửa sổ, thấy tên nhân tình là thằng Khởi đã lẻn hẳn vào trong nhà, thì bèn tiến lại mở cửa phòng rồi nhanh tay khép chặt lại, miệng lẩm bẩm. Sao anh đến muộn quá vậy? Khởi gắt nhẹ. Phải chờ lúc không có người mới lẻn qua được chứ. Thế nó chết chưa? Trinh chỉ tay vào trong lắc đầu. Mãi nó chưa chết, đang lăn lộn kia kìa. Khởi rít lên. Con mẹ nó, sống lay lắt gì mà dai thế? Để anh. Nói rồi hắn bước tới bên giường, cầm lấy tấm khăn lông nằm dưới chân giường cuộn thành một bó, đè cứng vào mặt Hà. Ngộp thở, Hà cố vùng vẫy, nhưng vợ gã là con ác phụ, ả đã đè nguyên người lên cơ thể như ma đói của chồng mình, rồi nghiến răng trèo trẹo mà giữ chặt hai chân. Chân tay Hà giật mạnh mấy cái rồi buông thõng. Lúc cái gối màu cháo lòng dở lên, cả hai bất giác lùi lại. Khi thấy cảnh mắt Hà trợn trừng, nhìn chòng chọc vào hai kẻ ác nhân, lưỡi vắt ra xám ngoét, toàn thân nhũn ra, hồn lìa khỏi xác. Sau khi Hà chết tươi tại chỗ, tên ác phu quay ra ả nhân tình rồi hai người bàn bạc. Nó chết rồi, giờ anh phải đi cho an toàn. Em cứ theo kế hoạch mà hành sự, phải nhớ diễn cho khéo vào nghe chửa. Xảy ra là tù mọt gông đấy. Con ác phụ nhất trí với kế hoạch, rồi đợi cho bóng dáng của tên nhân tình khuất sau màn mưa. À cẩn thận lau lại vết máu trên mép chồng mình và đưa tay vuốt mắt, nhưng cặp mắt cứ trợn trừng lên, đến 7 lần mới chịu nhắm. Xong xuôi, à lấy hành tươi sát vào mi mắt rồi bù lu bù loa lên gào khóc. Đoạn mau chóng đẩy cổng chạy sang bên nhà ông bác sĩ Lai thông báo. Ông bác sĩ cùng dân xóm mau mải tiến sang nhà. Sau khi thăm khám qua loa, thấy gã đã tắt thở, ông bác sĩ cũng lắc đầu thông cảm. Ở ngôi làng này mọi người đều biết chuyện của nhau, nên cũng chẳng ai quá sốc khi nghe tin Hà mất. Ông bác sĩ đứng nhìn thi thể anh một lát trước khi kéo cái khăn phủ kín mặt gã, rồi quay sang bảo với ả bằng giọng đượm buồn. Anh Hà anh ấy mất rồi chị ạ. Chị đừng đau buồn nhiều. Anh ấy mất, cũng coi như được giải thoát khỏi cái kiếp đau đớn này. Chị chuẩn bị hậu sự đi, để tôi nhờ bà con đi báo cho chính quyền. Con ác phụ khóc váng lên rồi trần tình. Nhờ bác sĩ nói ông Sáu tới đem chồng tôi đi ngay giúp tôi. Ông nhà tôi đau đớn ở đây đã lâu, tôi sợ vong linh ông ấy không muốn ở lại nơi này.
Tôi không muốn nhìn mặt chồng tôi khi ông ấy đau đớn nữa. Con ác phụ giả bộ nói tiếp bằng một giọng đầy cay đắng. Suốt đời ông ấy sống vì tôi. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cảnh ông ấy đau đớn ở đây nữa. Chỉ toàn là những kỷ niệm đớn đau. Cả năm qua anh ấy đã chịu đựng đủ rồi bác sĩ ạ. À. Rồi à, ác phụ ngồi xuống ghế ngước nhìn ông bác sĩ bằng đôi mắt lạnh lùng giáo hoành. Bác sĩ Lai nhìn ả, đáp bằng một giọng dịu dàng, thông cảm nhưng đầy hàm ý. Nhà chị mệt mỏi quá rồi, để tôi về lấy chai thuốc bổ tới cho chị. Thôi, không nên nói nhiều về người quá cố nữa. Ai cũng biết anh nhà đối xử với chị ra sao, và chị đối xử với anh ấy ra sao rồi. Để tôi đi gọi ông Sáu. Chưa đầy nửa tiếng sau, ông Sáu Thọt và một thanh niên phụ việc đẩy xe tới. Trời càng về khuya càng lạnh. Trên con đường độc mộc dẫn ra nghĩa trang làng Bến lúc nửa đêm canh ba, không một bóng người lai vãng. Cái tiết trời vào mùa đông miền Bắc rét cắt da cắt thịt, lại thêm từng đợt mưa phùn, càng làm cho cái không khí cực kỳ lạnh lẽo. Con đường dẫn ra nghĩa trang cạnh cánh đồng đầu làng vốn đã ít người qua lại, nay lại càng vắng lặng, u uất. Chỉ còn bóng mấy người đàn ông cắm cúi đi thẳng tới một mô đất cuối nghĩa địa đã nhắm sẵn mấy tiếng trước. Một màn đêm đen đặc, lạnh cóng và ướt nhẹp, làm đám bùn lầy dẫn vào khu đất mới chọn nằm khuất sâu cuối nghĩa địa trở nên nhơ nhớp và bó chặt lấy bước chân của mấy người. Mặc kệ rét buốt sộc vào tận gan phổi, mấy người đó xăm xăm tiến về cuối nghĩa địa cho kịp giờ, vì thời gian đã chuyển dần đến đầu giờ dần. Là lúc thầy cúng báo là giờ đào huyệt tốt nhất cho Hà. Lão Dĩn cũng có mặt trong đám đó, vừa đi vừa thúc giục. Nhanh, nhanh cái tay lên, chậm tí nữa trời sáng là qua giờ lành. Thầy đã dặn rồi, anh Hà khí số chưa tận mà chết, thì phải chọn giờ kỹ lắm. Đám người đó bước nhanh hơn, không ai nói với ai tiếng nào, lầm lũi trèo qua hơn chục ngôi mộ lớn bé đủ kiểu đang vùi mình dưới mưa gió, thoáng chốc đã tới mảnh đất nằm sâu trong góc nghĩa trang. Cả đám không ai bảo ai, cắm đầu đào huyệt. Đất bùn gặp nước mưa dính bết vào lưỡi xẻng, làm động tác của họ có phần nặng nhọc lắm. Một tiếng sét xé toạc tầng không, kèm theo tiếng nổ rền trời. Thằng Kỳ cật lực hất đất, miệng lầm bầm. Anh Hà tự dưng lăn quay ra chết. Mà chết gì mà da rẻ đen xì xì như vậy? Cháu cứ thấy lạ sao ấy. Thằng Hội chen mồm. Thì tao có khác gì mày? Chết gì mà người ngậm co quắp? Cứ như bị thuốc chết mày ạ. Có khi nào? Ông Dĩn gắt nhẹ. Tiên sư bố chúng mày, nhanh cái tay lên. Nói vớ vẩn đến tai người ta lại mang tiếng. Mấy người lại cắm mặt sắn sẻng. Dù không ai nói với ai, nhưng cả đám đều thấy cái chết của Hà lạ lắm. Vì chỉ là chân đào huyệt, không phải máu mủ gì nên cả đám đành nín thinh. Bên cạnh lỗ huyệt đang đào, trên một tấm mộ bia đang im lìm trong mưa gió, từ bao giờ có một con quạ đen im lìm trong mưa. Con quạ đứng trên ngôi mả hoang cao ngang hông người, cách cái mả đang đào chỉ chục bước chân chăm chú theo dõi. Đến khi lỗ huyệt đào xong, bóng dáng mấy người khuất hẳn ở con đê đầu làng, nó mới mở chừng cặp mắt xanh sâu thăm thẳm, tung cánh xé toạc không gian âm u, cô tịch và lạnh lẽo đó mà lao vụt lên tầng không. Vọng lại chỉ còn ba tiếng gào thê thảm đầy ai oán. Quạ, quạ, quạ. Sáng hôm sau tại nhà ả ác phụ, không gian lúc này đã giặt một màu trắng tang tóc. Mùi khói nhang cuộn lên mờ đục đến điếc mũi. Tiếng chân người chen nhau xôn xao, tiếng kèn tàu phát ra ai oán. Cả đám dân làng đều cố đến nhìn mặt Hà lần cuối, vì lúc sinh thời gã sống tình cảm với xóm làng lắm. Xác Hà đã cứng lạnh từ lâu, nhưng tục lệ vẫn phải làm đầy đủ, tuyệt không được thiếu sót. Mấy cụ già trong xóm là người hiểu rõ cách thức và trình tự, nên cẩn thận lấy chiếc đũa để ngang hàm cái thây vô hồn. Người làng vốn quan niệm, làm vậy để cho răng khỏi nghiến vào nhau. Một người đàn bà trong bộ áo bà ba nhìn thân ảnh Hà rồi khẽ thở dài, nhanh tay bỏ một vốc gạo và ba đồng tiền vào miệng cái xác. Đoạn không chậm trễ, phủ lại tấm vải trắng trên mặt cái xác lạnh lẽo. Liền sau đó, một tấm vải trắng dài cỡ 5 mét, rộng 3 mét được trải ra trên sàn nhà. Xác Hà co quắp như phơi khô đã lâu, được mấy người đàn ông khiêng từ trên giường, cẩn thận đặt vào giữa tấm vải và nhanh chóng bó chặt lại. Mấy vị lãnh đạo ở xã đã tề tựu đông đủ. Lâu lâu,
tiếng khóc nấc nghẹn lại thốt ra ảm đạm của một người làng. Hà mất từ đêm hôm trước, nhưng tục lệ làng này phải để đến 12 giờ hôm sau mới được làm lễ khâm liệm. Tiết trời mùa đông lạnh tím tái da thịt, vậy mà chẳng hiểu cớ sự làm sao mà cái xác của Hà thối rữa nhanh lắm, lại bị bó chặt, nên bốc mùi hôi thối nồng nặc, hệt như chuột chết lâu ngày. Thứ mùi đó bốc ra như một màn sương mỏng màu vàng, làm không gian bí bách cực độ, không khói nhang nào xua đi nổi. Đến đúng 12 giờ mới làm lễ nhập quan. Hà nằm bệnh đã lâu, nên cơ thể tóp lại như ông già 80 tuổi, cái xác lại co quắp tay chân lên, nên khó khăn lắm cũng không cách nào nhét được vừa lòng cái quan tài. Cụ phong trưởng xóm thấy vậy thì tiến lên chống gậy trúc mà bảo: "Các ông vào lấy cái đũa cả trong nhà ra đây cho tôi." Một người đàn bà nhanh chân vào bếp, lấy ra cái đũa xới cơm lớn đưa cho cụ. Cụ phong nhìn cái thây của Hà, rồi thắp lên một nén nhang và lầm rầm khấn: "Con đi rồi thì đừng làm khổ dân làng. Để chúng ta cho con nằm trong quan tài mà an giấc con ạ. Sống đã khổ lắm rồi, nay chết cũng đừng chịu khổ nữa." Khấn xong, cụ phong tiến đến đầu quan tài rồi cắm nén nhang ở đầu áo quan. Đoạn kê cây đũa vào cạnh quan tài và gõ mạnh 7 lần vào áo quan, tượng trưng cho 7 vía của người quá cố. Xong xuôi, cụ ra lệnh cho đám người đó ấn xác Hà xuống thì lạ thay, cái xác co quắp vô hồn bỗng dưng mềm nhũn và lọt thỏm nhẹ nhàng. Dân làng này có quan niệm, nếu người chết mà chưa đến lúc đem ra ngoài đồng chôn, thì tấm thiên quan tài phải để hở, để người thân và dân làng còn nhìn thấy mặt. Sau khi xác Hà được đưa vào quan tài, tiếng kèn trống chiêng, tiếng khóc ai oán bắt đầu vang lên ầm ĩ. Bất thình lình, dưới đáy quan tài nước dịch hôi tanh từ cái xác bắt đầu rỉ ra. Một mùi hôi thối cực độ xộc thẳng lên mũi, làm mấy người gần đó bịt mũi nhăn mặt. Cụ Phong đã suy tính cẩn trọng, nên đáy quan tài trước đó đã cho người nhà nhét đầy trà mạn sen và giấy ở kẽ quan tài. Dưới đất lại đặt đầy cho bếp và rau khoai lang, nhưng cái mùi ấy vẫn bốc lên tẩm lợm lắm. Căn nhà nhỏ bé lại chất cứng người, càng làm cho cái mùi chuột chết ấy bốc ra đặc sệt. Vài người không chịu nổi đã bỏ ra ngoài mà gập bụng nôn thốc nôn tháo. Người viếng đến đông lắm, mãi đến tận khuya, đám khóc thuê và kèn trống mới ra về. Đêm hôm đó, ả ác phụ cùng mấy người hàng xóm ở lại canh quan. Con ác phụ cố gắng bám trụ lại để diễn cho tròn vai và cũng vì muốn tránh tiếng đàm tiếu về cái chết của chồng mình. Lúc ấy là tầm nửa đêm, ả đang chằn chọc lăn qua lăn lại ở tấm chiếu cạnh quan tài thì giật mình chồm dậy. Mới một giây trước thôi, vọng vào tai ả là tiếng rên rít phát ra chói tai. Thanh âm đó là từ trong cỗ quan tài sát cạnh. Con ác phụ quay ngay lại theo phản xạ tự nhiên thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt làm ả rú lên, nhưng cổ họng bị bóp nghẹt không thành lời. Tiếng sấm rền vang kèm theo tia chớp soi rọi căn nhà. Xác chồng ả bật dậy đứng nhìn ả chằm chằm. Con ác phụ á khẩu, hai mắt lạc thần, mồm há hốc ra. Cái thây lù lù đứng đó bất giác ngẩng đầu, hai con ngươi như lồi hẳn ra ngoài, nhễu ra hai dòng máu đen xỉn, bốc mùi tanh nồng nặc. Bất thình lình cái xác nhảy thẳng ra ngoài, nhắm thẳng ả lao đến, hai bàn tay xương sầu bóc cổ ả đến ngạt thở. Á! Con ác phụ hét lên một tiếng rồi bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Ả quay ngoắt nhìn sang quan tài thì thấy hai cây đèn cầy trên nắp áo quan vẫn cháy đỏ rực, tấm khăn phủ trên mặt cái xác vẫn còn nguyên như cũ. Hóa ra chỉ là mơ. Con ác phụ thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi hẳn dậy, nhưng giấc mơ thật quá, làm ả vẫn run run. Ả chậm chậm tiến ra phía đầu quan tài, với tay lấy que nhang rồi châm vào ngọn đèn cầy. Que nhang bắt lửa cháy đỏ rực, một làn khói xanh lờ mờ bốc lên. Con ác phụ cắm cây nhang xuống cái bát hương đầu quan tài, rồi lầm rầm khấn vái. Khi mở mắt ra thì ả một lần nữa kinh hãi thét lên rồi ngã ngửa ra đất. Trong làn khói nhang lờ mờ đó, khuôn mặt chồng ả vừa hiện ra gầy guộc và khô quắt. Ánh mắt nhìn ả chòng chọc như oán hận, làm ả kinh hãi, hồn siêu phách lạc. Cái gì thế? Cái gì mà cô gào toáng lên thế? Tiếng thét của ả làm cả mấy người hàng xóm cùng canh quan bật dậy lao tới. Chỉ thấy ả lăn đùng ra đất, chân tay khua khoáng loạn ở dưới gầm bàn thờ, miệng lẩm bẩm liên hồi mà không thành tiếng. Bà thêm giữ chặt tay ả rồi hỏi dồn:
con này, mày làm gì mà nửa đêm nửa hôm gào toáng cả lên thế? Chị Xíu bực dọc nói. Có khi nào nó trúng gió không? Một chị mặt mâm tiếp lời. Trúng gió độc rồi, đưa nó lên giường đi. Cả đám gần 5 người cùng nhau dìu con ả đang co rúm cả lại ra chiếc ghế cạnh bên cửa sổ. Sau khi cho ả uống mấy ngụm trà nóng và bóp huyệt nhân trung, thì một lúc sau, ba hồn bảy vía mới về với ả. Con ác phụ nhìn sang quan tài, nén nhang vẫn bốc khói lờ mờ. Ả kinh hãi co rúm người lại nhìn khắp một lượt. Rồi có chuyện gì mà mày gào toáng lên thế? Nửa đêm nửa hôm hàng xóm nghe tiếng mày lại tưởng nhà làm sao thì biết ăn nói như nào. Rồi còn chui vào gầm bàn thờ mà ngồi nữa chứ. Con ác phụ mặc kệ lời bà thêm đang trách móc căn vặn. Ả chỉ tay về phía quan tài lắp bắp. Chồng cháu về. Mấy ả đàn bà nghe thế thì bất giác co lại một chỗ, rồi cùng hướng mắt nhìn về phía quan tài. Xác Hà vẫn im lìm, tấm vải phủ lên mặt vẫn ở nguyên vị trí cũ. Bà thêm nghi hoặc tiến lại nhìn vào áo quan, rồi chỉ tay vào mặt người chết và hỏi. Chồng mày về, ý mày nói là chồng mày đã chết, xác thịt còn khô cứng kia thì làm sao về? Hay là mày thương nhớ nó quá đâm ra tưởng tượng ra? Chị Xíu đồng tình. Chắc cả ngày tiếp khách phúng điếu mệt mỏi, nhìn gà hóa quốc, chứ chồng nào mà về, chết nghe răng ra kia thây. Con ác phụ sau một lúc trấn tĩnh, cũng nghĩ là do mình mệt mỏi nên nhìn gà hóa quốc, chồng ả mới chết, xác còn quản trong quan tài ngay trong nhà chứ có đi đâu đâu mà về. Ả nghĩ lại cơn ác mộng lúc nãy rồi thầm nghĩ, chắc là mình chưa tỉnh ngủ nên hoa mắt. Tuy vậy đêm đó ả chẳng dám ngủ lại, đám đàn bà thương tình nên cũng trong đèn thức cùng luôn. Sáng hôm sau sắc mặt ả xuống thấy rõ, hai mắt thâm quầng, thần trí đờ đẫn nhưng vẫn dáng mặc vội cái áo xô trắng và chít khăn tang mà nhanh chóng ra tiếp khách. Lúc tổ chức lễ khâm liệm thì xảy ra sự lạ, số là lúc kèn trống đang ầm ĩ, đám khóc thuê cũng được thể mà gào lên, thì ả bất giác ngẩng đầu, như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy. Con ác phụ nhìn tấm ảnh chồng mình lờ mờ qua làn sương khói, thì bất chợt kêu thét lên, làm mọi người đang quỳ lại bị một phen đứng tim. Con ác phụ ngồi co ro, hai tay ôm chặt đầu, khó khăn lắm người ta mới giữ ả lại được, chỉ thấy ả lắp bắp run giọng. Chồng. Cụ Phong đứng gần đó, thấy vậy bực dọc quát lên. Cái con này, chồng cái gì? Con ác phụ kinh hãi tiếp lời. Chồng về, chồng cháu vừa cười với cháu. Cụ Phong rụng rời chân tay, suýt nữa té ngã, kinh hãi quay ngoắt lại nhìn cái quan tài lạnh lẽo đang nghi ngút khói hương trong nhà, dùng mình ớn lạnh. Nhưng xung quanh dân làng và quan khách đông lắm nên mới nói cứng. Con này, chồng mày đang nằm kia, sức đâu mà ngồi dậy rồi còn nhìn mày hả? Thôi, nhanh làm lễ rồi còn nhập thổ cho chồng, mất giờ hoàng đạo là mày chết. Nói rồi cụ Phong lấy cớ mệt mỏi nên cắp ba tong chuồn luôn, tuyệt không dám ngoái đầu lại. Con ác phụ vẫn co ro một góc mặc kệ lời cụ Phong dọa nạt, nhưng lần này thì ả tin. Ả tin chồng ả, tức là Hà, vừa hiện hồn tìm về từ một thế giới u minh, rồi nhập vào cái ảnh mặc vest thắt cà vạt ngay ngắn trên án thờ. Vì ngay lúc ả ngước mắt lên nhìn, thì khuôn mặt khô đét vô hồn trong tấm ảnh của chồng mình vừa ngoác miệng cười và trừng mắt nhìn ả chòng chọc. Đám tang Hà diễn ra khó nhọc lắm. Từng cơn gió vùn vụt đập vào chiếc xe tang đang nặng nề tiến ra nghĩa địa, làm cho nó nghiêng đi mấy lần. Dân làng phải hò nhau đỡ mấy lần, nếu không đổ ra thì phiền lắm. Đưa tang Hà ra đồng, ngoài dân làng thì chỉ có ả, con ác phụ đi đầu đoàn người, tay cầm di ảnh chồng mình đang ướt đẫm vì mưa gió. Từng bước đi của ả nặng nề bao nhiêu, thì tâm trạng lại hoảng loạn bấy nhiêu. Lương tâm ả không chút dằn vặt, nhưng nỗi sợ vô hình đã dần dần xâm chí tâm khảm. Mưa gió ầm ầm làm cho huyệt mộ ngập đầy nước, khó khăn lắm người ta mới tát được đi quá nửa. Quan tài của Hà cứ lềnh phềnh nổi trong huyệt, dân làng phải dùng xà beng ấn hai đầu xuống rồi thi nhau lấp lại. Mất một lúc, cỗ áo quan mới an vị, con ác phụ giả bộ bò xuống đòi chết theo chồng, làm dân làng thương cảm lắm. Tang lễ diễn ra xong xuôi,
hương án của chồng ả được dựng tạm ở góc nhà. Xác thân chồng chưa kịp ấm đất, thì ả đã ngang nhiên đón tên khởi về. Đôi gian phu dâm phụ quấn lấy nhau mà làm tình ngay giữa nhà, mặc cho đèn nến trên án hương vẫn chưa nguội lạnh. Giờ đây, ả có thể mặc sức đắm chìm vào hoan lạc mà chẳng sợ ai cấm cản, chẳng sợ điều tiếng, và thoải mái để tên nhân tình công khai chiếm đoạt thân xác. Những du vỗ, rên xiết, những thăng hoa thèm khát được giải tỏa làm ả sung sướng lắm. Con ác phụ chỉ hận rằng không giết chồng sớm hơn mà thôi. Cho đến 100 ngày chồng mình, ả đã phải trải qua cơn ác mộng kinh hoàng. Hay dân gian vẫn thường bảo, luật nhân quả không chừa một ai, có chăng với ả nó đến hơi chậm. Đêm hôm ấy, sau khi quấn lấy tên nhân tình mấy hiệp, ả mệt mỏi trở dậy kiếm nước uống vì cổ họng khô gian. Ả cứ thế trần truồng đi qua bàn thờ chồng mình và tiến lại bàn uống nước. Đang loay hoay mở nắp giành tích, thì vọng vào tai ả là một tràng tiếng thở dài khô khốc. Đáng sợ nhất là nó phát ra ở chỗ cửa nhà tắm, nơi mà ả đã nhẫn tâm giết chồng mình 100 ngày trước. Như có một động lực vô hình thúc đẩy, ả chậm rãi tiến lại gần. Chiếc giường kê ở vị trí cũ ả đã đem đốt bỏ, nhưng lạ thay, bốn dấu chân giường vẫn hằn lên trên nền nhà, rửa kiểu gì cũng không đi. Bên ngoài, trời bắt đầu mưa tầm tã, vọng vào tai ả là ba tiếng gào thê lương của con quạ nào đó. Căn nhà tối tăm đã hoàn toàn yên tĩnh. Con ác phụ hé mắt nhìn ra ngoài sân thì chỉ thấy màn đêm u tịch, tiếng gió mưa réo gào, như tiếng oan hồn vọng ra từ cõi thăm thẳm, làm ả rùng mình. Con ác phụ bèn trở vào bàn cầm cây đèn dầu, mở cửa thật nhẹ rồi rón rén bước lại căn buồng. Ngoài trời không khí bỗng trở nên nặng nề dù mưa lớn lắm. Ả nghe tiếng gió rít qua những cành cây vang vọng, trong đó tiếng kèn đám ma của nhà nào trong làng vọng lại não ruột. Không khí thê lương và bí bách làm ả khó chịu. Có một cái gì đó tựa như tiếng gió than vãn ngoài đêm tối làm ả khựng lại, nghiêng tai lắng nghe, và đột nhiên ký ức trở về thật rõ. Con ác phụ lẩm bẩm, giống như đêm trước khi nó chết. Tim ả đập mạnh hơn khi quay mặt đối diện chỗ cửa nhà tắm đen ngòm, lạnh lùng, nơi trước kia kê chiếc giường chứa đầy thù hận. Sau một thoáng ngập ngừng, ả chuyển cây đèn sang tay trái, chậm chậm tiến ra mở cửa nhà tắm. Con ác phụ vặn nắm cửa, đẩy mạnh, cái bản lề cũ kỹ rít lên phản đối trước khi cánh cửa bung ra. Một làn sóng hận thù từ trong phòng tắm toát ra phủ kín người ả. Ả mím chặt môi, giơ cao ngọn đèn dầu, soi sáng khắp một lượt căn phòng. Ngọn đèn chợt leo lét vì gió, tạo nên những bóng đen quái đản nhảy múa trên tường. Bất thình lình, ả lùi hẳn lại, trên mắc quần áo trong nhà tắm, chiếc khăn lông mà mụ dùng để đè chồng chết ngộp đã đem ném đi thật xa, giờ này lại đột ngột treo im lìm trên đó. Chiếc khăn lông đã trở nên vàng khè, tuy vậy ả vẫn nhìn thấy thật rõ một đốm đen ở chính giữa, đốm đen mà mụ biết là những giọt nước dãi cuối cùng của chồng mình. Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi ào qua khung cửa sổ. Ngọn đèn trao lên trước khi tắt ngúm. Bóng tối bất ngờ khiến ả hoảng hốt. Lần đầu tiên trong đời ả biết sợ. Ả mau mải lao về buồng. Hình như có ai đó đứng sau nên theo phản xạ. Ả liếc nhìn về phía cửa nhà tắm. Ngay giây phút đó ả kinh hãi rụng rời. Cái giường ả đã đốt đi, giờ lù lù hiện ra trước mặt, và dường như có một người đang nằm, mặt quay về phía ả đưa tay vẫy vẫy. Con ác phụ run rẩy bước lui lại, ngã ngồi xuống nền nhà, rồi ba hồn chín vía bay đi quá nửa. Ả dụi mắt mấy lần thì lại không thấy gì. Liền lúc đó có một cánh tay thò ra túm chặt tay ả, làm ả kinh hãi nhũn ra, cố hết hơi tàn vùng dậy, đạp cửa lao ra ngoài nhà chính. Con ác phụ vẫn trần truồng, tay lấy ba nén nhang run rẩy thắp lên trên ban thờ rồi quỳ mọp xuống khấn. Anh ơi, tha cho em, anh ơi. Trong làn khói hương lờ mờ đó, khuôn mặt khô đét của chồng ả hiện ra. Một chàng cười the thé, kèm theo một âm thanh cô lãnh uất hận. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao, tao vật chết chúng mày. Con ác phụ kinh hãi thét lên khi nhận ra trên ban thờ, cái xác co quắp của chồng mình đã nằm nghiêng trên đó. Hai mắt lồi ra, gầm gừ thanh âm điên dại. Rồi chỉ vài giây sau, hàm răng vàng vọt đó ngoác ra, lao lại cắn nát cổ họng, làm tiếng gào của ả tắt hẳn trong màn đêm.
máu tươi bắn hết lên tấm di ảnh đang nhe răng cười cực kỳ ma quái. Về phần của thằng nhân tình, sau cuộc vui xác thịt, gã mệt mỏi ngủ vùi, mọi việc xảy ra trong nhà, hắn không hề hay biết. Cho đến khi luồng gió lạnh sộc vào làm hắn rùng mình, choàng tay sang bên cạnh ôm ả. Lạ thay, cơ thể bên cạnh lại gầy đét, lạnh ngắt như đông đá. Gã nhíu đôi mắt mệt mỏi rồi rúc vào ngực ả, dụi đầu vào bộ ngực căng tròn. Chỉ mấy giây thôi, hắn kinh hãi ngồi hẳn dậy, với tay bật sáng ngọn đèn tròn trên vách. Bên cạnh giường không phải ả, mà là cái xác khô đét, khuôn mặt bủng beo quắt lại, con ngươi lồi ra đang đảo láo liên nhìn hắn. Được một chập, thì từ xa đã vọng về nghe rõ tiếng chó hú thê lương, cùng tiếng nổ lớn như sấm động. Sau cùng không gian cũng trở về vẻ tĩnh lặng với thường nhật của nó. Gió bắt đầu tìm hướng mà thổi, làm rặng tre bên hông nhà vọng ra tiếng có két giữa đêm trường tịch liêu. Đêm nay sẽ là một đêm ngọt ngào với ả, nếu như trong nhà không xảy ra biến cố như vậy. Còn riêng về phần tên nhân tình, có lẽ hắn đã mang theo xuống mồ tình yêu với nỗi kinh hoàng khi chết nổi trong giếng nước lạnh bỏ hoang sau vườn, và hạ bộ đã bị xé toạc. Nội dung của video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Thưa quý vị, tâm linh luôn là một điều bí ẩn mà đến giờ chưa thể lý giải. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của quý vị khán thính giả, hoặc quý vị có thể xác minh xem mình đã từng gặp hay tin vào chuyện tâm linh hay không bằng cách comment bên dưới, cũng như để lại bình luận bên dưới video, giúp kênh ngày càng phát triển hơn, cũng như có động lực để làm ra những video tiếp theo phục vụ quý vị khán thính giả. Xin cảm ơn và chúc quý khán thính giả một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc.